Ai mà theo dõi video của Bảo từ hồi đầu tới bây giờ á thì sẽ để ý rằng là Bảo rất ít khi dùng cái từ dũa shape, mà Bảo hay dùng cái từ tạo shape. Mấy anh chị em nào ở Việt Nam á thì có thể hiểu nôm na là chữ shape nó tương đồng với chữ form, thì dũa shape là dũa form. Thì cái cách dùng từ nó cũng ảnh hưởng đến cái tư duy về kỹ thuật của mình nữa nha. Tạo shape nó không phải chỉ là mình cầm cái dũa và mình dũa cái móng cho đến khi nào nó ra được cái shape mà mình mong muốn. Cái quy trình tạo shape nó đã bắt đầu từ cái lúc mà mình nhìn vào cái nền móng thật của người khách, từ cái cách mình dán móng tiếp lên, cách mình cắt dũa trước khi đắp bột cho đến khi mình đắp bột. Đây là cái khâu quan trọng nhất của cả quy trình, bởi vì tất cả các nail master trên thế giới này đều cùng đi theo một kim chỉ nam, đó là thành phẩm cuối cùng có đẹp hay không đều phụ thuộc vào khâu đắp bột. Cái khâu mài dũa nó chỉ là một cái phần phụ thôi, bởi vì khi mình dành nhiều thời gian hơn cho cái khâu mài dũa thì mình sẽ càng hao tốn nhiều năng lượng hơn. Thì các bạn tính ra một ngày các bạn có thể dũa ra được bao nhiêu bộ nail, cộng thêm việc bạn phải mất sức quá nhiều cho cái việc dũa thì càng ngày bạn sẽ càng cảm thấy chán ghét công việc của mình thêm mà thôi. Cho nên bây giờ mình định nghĩa lại, học là học tạo shape chứ không có học dũa shape nha. Shape đẹp rồi thì vẽ cái gì lên cũng đẹp hết, còn nếu mà làm biếng quá thì làm móng ốp, nhưng mà đâu phải ai cũng đưa tay cho mình làm móng ốp cho người ta đâu. Đắp bột nó khó luyện, cho nên trong cái nghề này người ta nói biết làm bột rồi thì cái gì cũng cân được hết.